Điều gì xảy ra khi uống nước chanh mỗi ngày? Lý do chúng ta nên uống nước chanh hàng ngày. Đầu tiên ý, thì quả chanh nó rất là rẻ các bạn ạ. Nước giải khát nào mà rẻ được như nước chanh của chúng ta? Tuy nhiên thì ngoài việc nó rẻ, có rất nhiều những cái tác dụng nó vô cùng là hữu ích từ chanh. Đặc biệt nước chanh, ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để giúp cho các bạn hiểu hơn. Để từ đấy thì chúng ta sẽ có một cái thói quen sử dụng nước chanh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dành cho những người mà đang có bệnh đái tháo đường, cũng như là dự phòng về cái việc mà tăng đường huyết. Khi mà chúng ta uống nước chanh, nó làm giảm đi cái chỉ số đường huyết ở trong máu. Người ta làm một cái nghiên cứu về việc ăn sau khi uống, xem cái chỉ số đường huyết trong máu của chúng ta. Thường người ta sẽ ăn một mẩu bánh mì và sau đó người ta sẽ đo chỉ số đường huyết đấy. Bắt đầu người ta sẽ xét nghiệm ở trong máu để xem là cái mức độ đường huyết nó sẽ tăng lên như thế nào. Người ta thấy là đối với lại nước trà và nước lọc nó không bao giờ có sự khác biệt, tức là chỉ số đường huyết nó vẫn bình thường. Tuy nhiên khi chúng ta ăn cái mẩu bánh mì cùng với lại một cái cốc nước chanh thì nó sẽ làm cho cái chỉ số đường huyết của chúng ta giảm tới 30%. Và đây chính là cái điều rất là tuyệt vời dành cho những người chúng ta đang ăn cái chế độ có chỉ số đường huyết thấp. Cái tác dụng đầu tiên của nước chanh, chúng ta có thể là phải bổ sung vào uống một cốc nước chanh trước khi kiểm soát cân nặng. Tác dụng thứ hai là giúp cho việc giảm cân, bởi vì chúng ta ăn một bữa cơm chẳng hạn, chúng ta có thể uống một cốc nước hoặc là uống nước chanh trước. Đầu tiên ấy thì nước chanh nó sẽ làm cho giảm cái chỉ số đường huyết và chính cái việc mà giảm chiều xuống nó cũng sẽ giảm cái nguy cơ bị thừa cân cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta uống nước chanh trước, nó sẽ làm cho cái dạ dày của chúng ta đẩy lên và từ đấy chúng ta sẽ ăn ít hơn ở bữa chính và từ đấy nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát cân nặng cũng như là giảm cân. Chanh chứa lượng vitamin rất là lớn. Cái tác dụng thứ ba, nó sẽ bổ sung một cái lượng vitamin C rất là lớn đối với cơ thể của chúng ta. Người ta thấy là có một quả chanh lớn nó có thể cung cấp cho chúng ta khoảng đâu đó 38 gram vitamin C, gần như là 50% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta bổ sung vitamin C từ quả chanh, nó sẽ có tác dụng rất là lớn đối với lại cơ thể từ những cái tác dụng của vitamin C. Chẳng hạn như là nó sẽ làm tăng sức đề kháng này và tăng collagen cho chúng ta. Ngoài ra nữa thì nó là một trong cái tác dụng rất lớn đối với tim mạch cũng như là bệnh lý liên quan đến cholesterol. Nếu như trong nước chanh của chúng ta cho những cái tép chanh vào trong nước, nó sẽ rất là tốt cho việc mỡ máu. Cái tác dụng thứ tư nữa đó là ngăn ngừa tình trạng sỏi thận. Những người mà chúng ta đang có bệnh lý về sỏi thận, mọi người có thể uống nước chanh hàng ngày, bởi vì trong chanh nó có chứa rất nhiều acid folic. Mục đích nó là sẽ giúp cho việc bào mòn những cái sỏi ở trong phân của chúng ta. Ngoài ra nữa, nó cũng sẽ làm đào thải, đẩy những cái viên sỏi nhỏ ra ngoài, tránh những cái việc hình thành sỏi lớn ở trong thận. Đấy chính là cái tác dụng thứ tư giúp ích cho hệ tiêu hóa. Cái tác dụng thứ năm của nước chanh, người ta thấy khi mà chúng ta uống nước chanh, nó sẽ làm cho tăng khả năng cái nhu động của đường ruột. Từ đấy nó sẽ giúp cho cái việc tiêu hóa của chúng ta nó sẽ diễn ra một cách rất là dễ dàng hơn. Người ta cũng có một cái nghiên cứu về cái việc mà khi mà chúng ta uống nước chanh trong nghiên cứu này ấy, thì người ta sẽ so sánh giữa một nhóm uống 300ml nước chanh cũng như là so với một nhóm uống 300ml nước lọc. Sau nghiên cứu này, người ta sẽ thu thập mẫu phân sau khi cho uống 4 tuần như thế. Người ta cho rằng khi mà uống nước chanh trước bữa ăn thúc đẩy cái tiêu hóa và nhu động ruột và làm cho những cái cơn co thắt như là sóng tạo ra sóng, từ đấy giúp cho di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa một cách tốt hơn. Đấy chính là cái tác dụng của nước chanh đối với lại đường ruột của chúng ta. Và cuối cùng đó là giúp cho cái việc tiêu hóa một cách tốt hơn, tăng cái khả năng nhu động ruột để giúp cho cái việc đưa thức ăn của chúng ta đi qua đường tiêu hóa. Đấy là những cái tác dụng thực sự của quả chanh. Nó sẽ có thể giúp cho chúng ta rất là tốt cho sức khỏe. Hy vọng là sau khi mà xem cái video này thì chúng ta áp dụng đưa nó vào trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta nhé.
Tuy nhiên, có một số những cái lưu ý, đó là những cái trường hợp chúng ta có những cái bệnh lý liên quan đến dạ dày thì hạn chế, bởi vì nó có thể kích thích cái việc co bóp làm tăng cái tình trạng viêm loét dạ dày hơn. Thì một số những cái chống chỉ định của chanh chúng ta sẽ lưu ý như thế. Và đây cũng là cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Bạn mà thấy cái nội dung này hay thì hãy chia sẻ tới nhiều người bạn của mình để mà các bạn ấy biết được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đừng quên follow kênh của tôi để nhận được những cái video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của tôi.